Vậy thì cú sụt giảm vừa rồi nó do cái gì? Đúng không? Tôi cung cấp lại thông tin, trước khi giảm thì PE của thị trường khoảng 16 lần. Nó là mức gọi là thấp hơn trung bình trong 5 năm qua. 5 năm qua đâu khoảng 16.5 lần. Và so với cái mức lãi suất tương tự, tức là lãi suất khoảng 5%, thì so với tương tự nó bằng năm 2019. Thì lúc ấy định giá của thị trường nó khoảng độ 17.5, 18 lần. Đó. Nếu mà so lạm phát, so lãi suất thì nó bằng 2019. Thì định giá lúc ấy vào khoảng 17, 18 lần. Vậy thì cớ sao mà nó từ 16 lần là một mức gọi là thấp hơn lịch sử mà nó lại tiếp tục giảm? Đúng không ạ? Tiếp tục giảm. Nhiều người cho rằng đó là do Mỹ và châu Âu lạm phát suy thoái, đúng không ạ? Thì nếu Mỹ và châu Âu lạm phát suy thoái thì tất nhiên tâm trấn phải là ở Mỹ và châu Âu rồi. Nhưng mà thực tế thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu, Mỹ thì giảm chắc là ngang với VN Index. Nhưng mà châu Âu thì họ giảm ít hơn rất nhiều. Đó. Rồi nếu do Mỹ và châu Âu suy thoái thì nó sẽ ảnh hưởng đến các nước này còn lớn hơn Việt Nam. Ví dụ ảnh hưởng đến Singapore, ví dụ ảnh hưởng đến Thái Lan, nó còn lớn hơn Việt Nam rất nhiều. Theo thống kê thì có khoảng 6 nước ảnh hưởng lớn hơn Việt Nam rất nhiều khi Mỹ suy thoái không ạ. Nhưng thực tế thị trường chứng khoán của họ không hề suy giảm đáng kể. À, như ở trong khu vực có Đông Nam Á, có Indonesia thì thậm chí thị trường chứng khoán nó đi ngang, Ấn Độ còn tăng nhẹ từ đầu năm đến nay. Và định giá của họ thì lại cao hơn của Việt Nam rất nhiều. Lãi suất của họ lên đến hơn 7%, trái phiếu chính phủ của Việt Nam thì vừa rồi tăng mạnh lắm thì lên 5%, sắp tới cùng lắm lên 6% chẳng hạn, vẫn thấp hơn của họ rất nhiều. Lạm phát chúng ta kiểm soát tốt hơn, tăng trưởng kinh tế chúng ta tốt hơn. Thế do đó là cái yếu tố do Mỹ và châu Âu lạm phát suy thoái nó có vẻ như là cũng có tác động, nó không phải là yếu tố cốt yếu để khiến cái thị trường chứng khoán có thể giảm mạnh như thế này. Đó, nó có tác động nhưng nó không phải là yếu tố cốt yếu. Tiếp theo, liệu có phải rằng do lãi suất quá cao không? Đúng không? Thì đây là cái biểu đồ lãi suất trái phiếu chính phủ mới nhất tôi vừa mới cập nhật xong. Thì hiện nay là lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam là 5.115%. Thì như tôi nói là tương đương với khoảng độ 2019 đấy. Thì hồi đó PE thị trường đâu đó nó khoảng 17.5, 18 lần. Đúng không? Không đến mức là bây giờ là có 11 lần. Đúng không? Còn mức lãi suất này nó còn thấp hơn rất nhiều giai đoạn trước đó. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Đúng không ạ? Thấp hơn rất nhiều, bằng chưa đến nửa cả. Ví dụ lợi suất năm 2011 này nó lên đến hơn 12% trái phiếu chính phủ. Và cái việc lãi suất của chúng ta vẫn có thể tăng, đồng ý với cái quan điểm đó. Thì chúng tôi sẽ cho rằng là có thể tăng thêm, nhưng mà nó sẽ khó tăng thêm đến 1% nữa. Bởi vì khi lãi suất trái phiếu tăng lên khoảng 6% thì lãi suất tiền gửi ngân hàng nó phải lên đến 8,5%. Nếu mà lãi suất tiền gửi ngân hàng lên đến 8,5% thì là so với lạm phát khoảng 4% chẳng hạn thì nó có độ vênh 4,5%, tức là một cái gọi là lợi nhuận, lợi suất thực cao nhất từ trước đến nay của gửi ngân hàng. Từ trước đến nay thông thường ấy, cái lãi gửi ngân hàng nó dựa trên hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là lạm phát, bởi vì bản chất của gửi ngân hàng là làm sao để bù được lạm phát. Đó, chính vì thế cho nên nó thường xấp xỉ lạm phát hoặc cộng thêm một chút nữa, có một chút lợi nhuận. Đó, yếu tố thứ hai ấy, nó liên quan đến cung cầu. Thì lần này cái lãi suất của chúng ta tăng cao là do cái yếu tố cung cầu. Bởi vì cầu về vốn của thị trường bây giờ rất lớn, trong khi cung thì rất hạn chế như chúng ta thấy. Ngày trước thì các cái ngân hàng phải đi sale rất là mạnh, phải đi mời anh này xin anh kia vay. Nhưng hiện nay thì lại ngược lại hoàn toàn. Các doanh nghiệp phải xếp hàng, phải đi cầu cạnh mãi thì may ra mới còn một chút tín dụng cho họ. Đó, thì khi đó nó đẩy lãi suất lên cao. Và cái việc lãi suất cao mà nó cao quá so với cái việc lạm phát ấy, thì nó sẽ không tồn tại quá lâu. Dần dần nó cũng phải san bằng cái chuyện đó. Và nó co hẹp về mức hợp lý. Hợp lý. Đó. Thì cái việc lãi suất có thể tăng lên 6% là cục đi. Nếu 6% thì nó tương đương với năm 2, chưa bằng năm 2017. 2017. Đó, thì do đó thì nếu về cái lãi suất đã áp dụng vào định giá thị trường chứng khoán thì anh chị cứ đưa vào định giá. Ví dụ năm 2011 lãi suất cao gấp 2,5 lần bây giờ. Định giá thị trường chứng khoán nó còn cao hơn bây giờ một chút. Đấy là chia sẻ của anh chị. Nó còn chưa kể là tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn này rất tốt và các năm trước thì tăng trưởng rất tệ. Thậm chí 2023 thì kịch bản xấu thì tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn đạt 5 đến 10%. Thì kịch bản rất xấu. Ấy. Đó, bởi vì cái nền tảng doanh nghiệp của chúng ta rất là mạnh. Đó, thì do đó là cái liệu có phải lãi suất quá cao không? Thì câu trả lời là không. Cũng không hoàn toàn. Tất nhiên lãi suất có tác động, nhưng nó không tác động mạnh như thế. Không tác động mạnh đến như thế. Đó. Tiếp theo, vậy thì do yếu tố nào?
tăng trưởng kinh tế thấp chăng? Nếu bảo Việt Nam tăng trưởng kinh tế thấp thì điều này là một điều rất là khó, đúng không? Tăng trưởng chúng ta vừa mới xảy ra rồi. Nếu trừ đi với việc là đột biến do quý 3 năm ngoái thấp thì kinh tế chúng ta năm nay vẫn tăng trưởng 6,5%, không hề thấp, vẫn tốt đầu thế giới. Nếu đấy là trừ đi cái yếu tố gọi là đột biến do năm ngoái thấp đấy. Còn nếu mà cộng cả yếu tố đột biến thì năm nay GDP chúng ta tăng khoảng 8-8,3% rất mạnh. Và năm sau thì mục tiêu 6% nó không phải khó. Thực sự không phải khó với một nền kinh tế mạnh như Việt Nam. Mạnh như Việt Nam. Đó. Bởi sao? Bởi nguồn lực đầu tư của chúng ta cũng rất lớn. Thứ nhất, đầu tư từ tư nhân từ đầu năm nay tăng hơn 10%. FDI thì giải ngân tăng 15%. Và đầu tư công của chúng ta tuy chậm nhưng nó cũng tăng so với năm ngoái khoảng 16,3%. Và như vậy cái nguồn lực đầu tư của chúng ta rất lớn. Thì dĩ nhiên là cái GDP cho những năm tới là sẽ rất cao, chứ nó không hề thấp chút nào cả. Còn nhiều người cho rằng có những khó khăn cục bộ, tôi đồng ý như vậy. Ví dụ như là công nhân ở Bình Dương này kia nó cũng đang khó khăn, họ cũng đang khó khăn, đúng không? Một số doanh nghiệp dệt may hay gỗ, xuất khẩu gỗ gặp khó khăn, đúng không? Nhưng ngược lại các doanh nghiệp hàng điện tử, ví dụ như quý vị đến Hải Phòng chẳng hạn, thì đang tăng trưởng phát triển rất mạnh. Đó thì thông qua cái FDI người ta giải ngân rất lớn như thế, tất nhiên cái công ăn việc làm sẽ lên. Đó, còn một số mảng yếu thì một số mảng khác mới bù vào nó mạnh hơn. Và minh chứng bằng việc này là các anh chị cứ nhìn vào cái số tăng trưởng xuất nhập khẩu thì chúng ta sẽ thấy tăng trưởng 15-16%. Nó rất cao trong các cái tháng vừa qua, là những tháng ảnh hưởng tương đối mạnh của Mỹ. Nhưng mà nó vẫn tăng trưởng rất cao. Thì cho thấy là cái nội lực của chúng ta đang rất tốt. Ngoài ra cái đầu tư công của chúng ta còn đang rất nhiều tiền để chúng ta có thể giải ngân. Tuy vậy cái vướng đó không phải là tiền. Đó là vướng đó là cơ chế chính sách, đó là vướng đó là khâu giải tiêu tiền. Nó rất khó. Rất khó thế này. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhìn thấy sự tích cực là có sự tăng trưởng hơn 16% trong 9 tháng. Đó, và quý 4 này cũng bắt đầu tích cực dần lên thì kỳ vọng có thể năm sau nó tăng trưởng cao hơn năm nay. Đó, thì do đó, do yếu tố GDP chúng ta thấp là không đúng. Cái này là không đúng. Những cái khác là có một phần, nhưng cái này thì không đúng. Đó, cộng thêm doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thì kể cả kém thì nó cũng phải dự báo năm tới vẫn có thể tăng trưởng lợi nhuận khá. Còn rất nhiều người lo ngại, cứ lo ngại ngân hàng nợ xấu. Tôi nghe cái câu này từ năm 2020-19 rất nhiều. Nhưng thực tế ngân hàng quản trị khá tốt. Thì thành ra nợ xấu tất nhiên lần này có áp lực, nhưng nó cũng không quá lớn đến các ngân hàng. Đó, và đặc biệt là rất nhiều các ngân hàng lớn thì họ quản trị rủi ro rất tốt rồi. Thì không vấn đề gì để liên quan đến vấn đề vỡ nợ hay vân vân. Thì là không có, không có cái câu chuyện đó. Tiếp theo, thì vậy thì cái nguyên nhân sụt giảm do cái gì nữa? Do dòng tiền khan hiếm chẳng? Thì điều này có vẻ như là đang là tác động lớn nhất, có vẻ như thế. Bởi vì chúng tôi nhìn vào cái vấn đề cung tiền thì chúng tôi không chỉ nhìn tín dụng, chúng tôi nhìn vào cái M2. M2 thì chính là bằng tiền gửi không kỳ hạn cộng tiền gửi có kỳ hạn và cộng thêm tiền mặt. Thì cái tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm thì tăng 9,44%. 9 tháng thì dự kiến đâu đó nó tăng khoảng 12.5% thì phải, dự kiến thế, khoảng 12.5. Và trong khi thì tăng trưởng cung tiền M2 chỉ nó 3,78%. Thì tính đến hết tháng 3 đã tăng 3,45%. Như vậy, quý 2 đâu đó tăng có 0,35% thôi. Tức là riêng quý 2 gần như không tăng cung tiền M2. Thì nguyên nhân đến từ cái việc là nói chung là chúng ta có thể thấy cung tiền tăng có 3,78%, tín dụng tăng 9,44% và GDP chúng ta là tăng 7,7%. Thì như vậy là GDP còn tăng trưởng cao hơn nhiều so với cung tiền. Chính vì thế cho nên nó tạo nên một sự khan hiếm tiền rất nhiều ở trên thị trường. Đó, quý vị hãy thử tưởng tượng như này. Bình thường nhà có 5 người, có 5 bát cơm đúng không ạ? Bây giờ lại thêm một người là 6 người, nhưng lại số lượng cơm chỉ thêm một nửa bát thôi. Thì như vậy nó là thiếu. Thiếu tạo nên một cái sự khan hiếm. Khan hiếm ở đây. Đó, và cái cung tiền thì phải nhìn M2 thì nó mới được chính xác. Và rõ ràng cái này thì chia sẻ cùng anh chị là thời gian vừa qua thì cá nhân tôi thì cũng đã bỏ qua, không đánh giá nhiều. Thì có thể đấy là một trong những cái mà mình sai sót, thiếu sót trong cái việc đánh giá. Thì nhìn lại về cái cung tiền thì quý 3 này dự báo của Fed nó còn căng thẳng nữa. Đúng không ạ? Đó, căng thẳng nữa. Nguyên nhân là trái phiếu mới thì chả phát hành được. Cổ phiếu thì cũng chả phát hành đáng kể. Thế thành ra dựa vào mũi tín dụng. Đó, thế nhìn tín dụng thì nó chỉ là một phần của cái tiền cho nền kinh tế thôi. Cho các doanh nghiệp phát triển thôi. Nó còn phát hành thêm cổ phiếu. Nó còn trái phiếu. Đúng không ạ? Đó, vân vân. Đó, thì
Chính vì thế cho nên là nó đang rất là khó khăn. Đó, tiền không cung ứng đủ so với việc tăng trưởng kinh tế. Đúng không ạ? Đó thì chúng tôi dự báo rằng là quý 3 với M2 nó có thể ở mức gọi là âm, có thể ở mức âm. Bởi vì trong quý 3 này chính phủ, ngân hàng nhà nước bán ra đô la rất nhiều. Từ đó thì họ hút tiền đồng về. Đâu đó từ đầu năm thì họ bán khoảng 23 tỷ đô. Thì đâu đó rút khoảng 530, 540 ngàn tỷ. Đó, thì từ đó cái tín dụng tăng khoảng hơn 1 triệu tỷ thì đâu đó làm cho M2 còn tăng có 500 nghìn tỷ. Đó, thì nó lại tạo nên một sự khan hiếm tiền như vậy. Đúng không? Rồi là nếu so với GDP thì M2 không đủ đáp ứng như tôi vừa nói. Từ đó thì lãi suất bị đẩy cao do cái cầu kéo, tức là cầu về tiền của các doanh nghiệp, nhu cầu về tiền các doanh nghiệp, các cá nhân vay rất lớn, trong khi cung thì hạn chế, khiến lãi suất đẩy lên rất cao. Và người hưởng lợi chính là những người gọi là gửi lãi ngân hàng. Và chính những ngân hàng mà làm ăn tốt, họ đẩy lãi cho vay ra cao gấp đôi gấp ba so với cái phần huy động tăng cao. Ví dụ huy động tăng thêm 1%, họ đẩy ra cho vay tăng 2%. Thế thành ra NIM trong cái quý 3 này, khi kết quả kinh doanh các ngân hàng ra thì anh chị có thể thấy đa phần các ngân hàng không giảm, thậm chí tăng. Đó thì cái lãi suất này là bị đẩy mạnh, đẩy cao do là cái cầu kéo chứ không phải là do lạm phát. Chính vì thế cho nên là nó có một cái điều gì đó là nó nhất thời được. Còn nếu mà do lạm phát thì nó sẽ khó, rủi ro cao hơn. Đó, thì mọi khi thì lãi suất gửi tăng do lạm phát tăng. Nhưng lần này thì nó là do cầu về tín dụng quá cao, cung thì hạn chế, khiến cho nó bị tăng. Thế thành ra đây là một cái điểm mà chúng ta có thể thấy rằng là việc cái lãi suất trong tương lai có cơ hội để đi ngang, thậm chí suy giảm là có. Có, khi mà cái cung tiền được chính phủ gọi là gia tăng hơn. Đó, nhưng mà để chính phủ gia tăng hơn nữa thì cũng cần phải có một cái thời gian nhất định. Đó, thì cái nguyên nhân về dòng tiền có vẻ như là lớn hơn một chút. Đó, lớn hơn một chút. Tuy vậy thì cũng không phải là vì dòng tiền mà nó có thể sụt giảm đến kinh khủng đến như vậy. Bởi vì nếu xét về dòng tiền ở các nước khác ấy, rất nhiều các nước thì bây giờ tiền nó còn âm cơ. Chúng ta vẫn tăng mấy phần trăm cơ mà. Rất nhiều nước còn âm rất lớn. Đúng không? Thế anh ra là tiền này nó cũng chỉ tác động đến một phần thôi. Một phần nhưng có vẻ như nó tác động mạnh hơn cả. Đúng không? Tuy nhiên, nhìn vào những cái đánh giá trên và phân tích trên, chúng tôi trao đổi cùng nhau, cùng các cái anh chị, cũng gọi là các anh chị đồng ngành, thì mọi người đều đưa ra một yếu tố đó là nó quá bất ngờ. Đó, và nguyên nhân thì không giải thích được. Và cuối cùng anh em thôi gọi là anh em gọi nó đổ cho đó là tâm lý đám đông. Bởi vì cái điều này có vẻ dễ giải thích nhất. Đó, tất nhiên đây là nói sau, đúng không? Nhưng mà chúng tôi đánh giá thấy rằng ở các nước cái tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức là nhiều hơn Việt Nam, cá nhân hoạt động ít hơn, thế thành ra rằng nó có tính ổn định hơn, nó không bị bàn tháo. Và đặc biệt là ở Việt Nam bị tác động rất nhiều bởi cái tâm lý đầu cơ ngắn hạn, thực sự là ở Việt Nam bị nhiều. Tất nhiên trên toàn thế giới thì cái tâm lý đầu cơ rất nhiều, nhưng ở Việt Nam thì quá nhiều, thì khiến cho người ta cứ dẫm đạp lên nhau, đồn thổi. Đúng không? Ví dụ như là cái tin hôm rồi, cái Credit Suisse, đúng không? Credit Suisse của Thụy Sĩ, đúng không? Tin đồn phá sản nhỉ ạ. Đấy là một cái tin đồn thất thiệt. Giá cổ phiếu có lúc nó giảm, công nhận nó giảm đâu đó 5-7% thật, 10%, nhưng cuối phiên nó giảm có 1% thôi. Thì cuối cùng thị trường chúng ta cứ lôi ra để gọi là bào chữa cho rằng đấy là lý do, và thị trường chúng ta bán xuống giảm 5-7%, đúng không? Đó, thì đấy là cái tâm lý đám đông. Về bản chất nó cũng chả tác động gì đến Việt Nam. Nếu nó có phá sản thì nó tác động có một phần thôi, đến Thụy Sĩ, đến này, đến kia là chính. Còn đến Việt Nam thì không đáng kể. Gần như là kiểu như là sóng thần nó từ cách đây vài ngàn cây ấy, thì nó chuyển đến Việt Nam chỉ là những rung chấn nhỏ thôi. Nhưng mà cuối cùng chả hiểu tại sao nó lại như kiểu là nó có cái máy phóng đại. Tức là khi nó gặp nhà đầu tư cá nhân Việt Nam thì nó như kiểu cái máy phóng đại. Tức là ở tâm chấn nó có 1 độ thôi chẳng hạn, thì ở đây nó lên đến 5-7 độ. Đó, thì đấy là cái điều mà chúng tôi cho rằng là cũng nhân đây thì trích cái lời của Lưu Tơ.
Tức là ông ấy bảo ông có thể tính được sự chuyển dịch của các thiên thể, nhưng mà không thể tính được cái sự gọi là cái tâm lý, cái gọi là cái biến động của đám đông trên thị trường chứng khoán. Và cái điều này dường như rất đúng với Việt Nam. Thế thành ra là một cái sự rất bất ngờ, rất bất ngờ của anh chị. Vậy thì anh chị đánh giá là rất nhiều anh chị đặt câu hỏi là vậy thì cái thị trường chứng khoán thứ nhất nó khó khăn như thế, vậy thì bao giờ nó dễ thở, nó khó đỡ khó khăn hơn? Thì trước tiên là về cái câu chuyện tăng lãi suất ở Mỹ thì chắc là có khả năng cao nó còn 1-2 lần nữa, 1-2 lần nữa đúng không ạ? Còn là nó phải phụ thuộc vào cái việc công bố lạm phát của Mỹ vào tháng 9, tháng 10 thôi. Đặc biệt là tháng 10 tới rất quan trọng. Thì khi đó người ta mới đưa ra các cái quyết định lãi suất như thế này. Tuy vậy thì có một điều chắc chắn được rằng là thông điệp họ rất rõ ràng. Họ đưa ra kịch bản xấu nhất cho chúng ta. Rõ ràng là ai biết rồi. Thì còn cái việc thực tế họ tăng thì chắc là phải dựa vào cái số liệu kinh tế của Mỹ. Thì tất nhiên số liệu kinh tế của Mỹ nếu chúng ta mà chém gió ở đây, tôi mà chém gió ở đây thì nó gọi là châu chấu đá voi, nó gọi là ếch ngồi đáy giếng thôi. Bởi vì bản thân các chuyên gia ở Mỹ họ dự báo còn khó chính xác được. Mình thì có biết gì về Mỹ đâu mà có thể dự báo. Đó, biết gì được. Tuy nhiên thì nhìn qua các cái mặt hàng hóa này kia thì có sự sụt giảm mạnh do vừa rồi là sẽ tăng lãi suất, thì có thể lạm phát nó sẽ dịu đi trong ngày tháng 9 và đặc biệt trong ngày tháng 10 nó có thể dịu đi. Đó, còn việc như thế nào thì tất nhiên là phải chờ cái số liệu của bên Mỹ công bố. Và Mỹ thì nó không nhanh như Việt Nam. Việt Nam thì ngày 28, 27, 28 của tháng 9 đã biết là lạm phát của cả quý rồi. Nhưng ở Mỹ đâu đó phải đến ngày giữa tháng sau thì họ mới có số liệu chính xác. Cũng không hiểu là Việt Nam tính kiểu gì mà cũng lại nhanh nhạy như thế, đúng không? Đó, nhanh nhạy như thế. Đó thì đấy là những cái khó khăn trước mắt thì vẫn còn nhất định đúng không ạ? Rồi lãi suất ở Việt Nam thì kỳ vọng vẫn còn tăng khoảng nửa phần trăm nữa. GDP chúng ta thì tất nhiên là có cái sự chậm lại so với 2022 nhưng mà nó vẫn có nó tăng trưởng tốt. Đó thì tôi cho rằng là về cái định giá thì nó đang phản ánh quá đà, nhưng mà về tin xấu thì nó vẫn còn nhất định. Và cái việc là thắt chặt về cung tiền thì dự kiến nó vẫn còn kéo dài đến chắc là đến cuối năm tháng 11. Nếu cùng lắm thì cái xả van tiền ấy có thể là vào tháng 12 được. Vì sao lại như vậy? Vì khi xả vào tháng 12 ấy, thì mọi cái yếu tố như là khi người ta tăng cung tiền mạnh ấy, người ta sợ lạm phát tăng. Người ta sợ một số thứ tăng. Thế thành ra nếu người ta có xả, người ta phải xả vào những cái giai đoạn rất sát cuối năm, sang năm sau. Để có gì nó tác động sang năm sau. Thì để đánh giá qua một chút, tất nhiên là tôi đánh giá đây thì nó cũng gọi là được trên một cái khía cạnh, nó gọi thầy bói xem voi thôi, chứ nó không mang tính chất toàn diện được, bởi vì có những điều là tôi không nhìn thấy được. Đó thì tôi đánh giá như này. Thứ nhất là về cái mục tiêu kinh tế của Quốc hội giao với chính phủ đầu năm là tăng trưởng 6-6,5%, đã vượt rồi, được khoảng 8 đến 8,3% năm nay. Thì khi đó họ đạt được tăng trưởng kinh tế rồi. Cái yếu tố thứ hai Quốc hội giao đó là lạm phát dưới 4%. Thì chính vì thế cho nên chính phủ bắt buộc phải kìm cái lạm phát dưới 4%. Đó, bởi vì chúng ta hiểu rằng là ở chính trị thì có những cái vấn đề rất là khó nói. Được không ạ? Đó. Nếu mà xả cung tiền thì chẳng may mà lạm phát nó cao hơn thì sẽ lại có vấn đề. Không tốt lắm. Đối với liên quan đến gọi là chính trị chẳng hạn. Thế thành ra cái việc là gìn giữ lạm phát ở cái mức kiểm soát để làm sao cuối năm là dưới 4% vẫn là một cái mục tiêu của họ đề ra. Bởi vậy cho nên họ sẽ không hô vội gì mà tăng cung tiền cả, cho dù thị trường đang rất khó khăn. Đó. Thì cái việc nó sẽ dễ thở hơn vào cuối năm nay, sát ngày cuối năm hoặc đầu năm tới, phải đầu năm tới. Vì sao lại vậy? Vì đầu năm tới thì các ngân hàng sẽ được cấp hạn mức tín dụng mới cho năm tới. Thì rõ ràng nó sẽ giải được cái cơn khát thiếu tiền dồn nén từ năm 2022. Bởi ví dụ đầu năm là cấp cho các ngân hàng mỗi ông khoảng 7 đến 10% chẳng hạn, thì các ông có thể giải ngân trong vòng 1 2 tháng hết sạch luôn được. Thì lúc ấy nó sẽ giải khát cái cơn khát tiền cho thị trường chung toàn Việt Nam. Đó là cuối năm nay, đầu năm tới vào khoảng tháng 1. Đó, về cái yếu tố tiền nó sẽ được giải quyết vấn đề lúc đó. Còn chưa biết là cuối năm sau sẽ thế nào, nhưng đầu năm nó sẽ giải quyết được cái vấn đề tiền.
Bởi vì nó bước sang năm mới rồi thì có room tín dụng mới. Đó, thì đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là cái vấn đề là năm tới thì khả năng cao Quốc hội có thể họ sẽ nới cho cái lạm phát cao hơn. Ví dụ như là trần lạm phát cho là 4 thì họ có thể nới lên là 5. Thì khi đó cái tín dụng nó có thể bung tốt hơn. Bên cạnh đó thì cái việc phát hành trái phiếu ấy, và bây giờ bán trái phiếu nó cũng rất khó khăn. Bởi vì bây giờ để chứng minh được là để được duyệt hồ sơ phát hành trái phiếu rồi đã chất đống là rất khó. Tiêu chuẩn khó hơn. Và cái việc duyệt lâu hơn. Thế thành ra nó khó vốn. Nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng là trong năm tới sẽ hoàn thiện bộ máy quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Như là có chủ tịch mới này, vân vân các thứ. Rồi là có các cái cơ chế ban, các cái ban hành các thông tư hướng dẫn chính sách vân vân, đào tạo vân vân, thì để mà họ áp dụng những cái tiêu chuẩn mới vào thì nó có thể nhanh hơn trong cái giai đoạn mà mập mờ như cái quý 2, quý 3 này về việc phát hành trái phiếu. Thì đầu năm tới thì nó có thể đẩy mạnh hơn cái chuyện đó về phát hành trái phiếu đó. Rồi ngoài ra thì cái việc mà là chứng minh là nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy thì phải có 2 tỷ trong tài khoản trong 6 tháng liền ấy, thì điều đó rất khó, rất khó, rất khó. Tuy nhiên thì các công ty tôi cho rằng cũng đang tìm giải pháp để có thể triển khai cái việc đó, thì nó cũng phải cần thời gian. Thì nhanh nhất là quý 1 năm tới thì sẽ khai thông được phần nào liên quan đến trái phiếu. Đúng không? Rồi tiếp theo là cái việc là khi nào lãi suất Mỹ nó ngừng tăng chẳng hạn thì cái áp lực tỷ giá nó sẽ giảm bớt. Và đặc biệt vừa rồi chính phủ, ngân hàng nhà nước có tăng lãi suất ấy, nó sẽ và cũng đã giảm giá đồng tiền một chút ấy, thì nó đỡ áp lực lên lãi suất đồng Việt Nam rồi. Khi nó đỡ áp lực lên đồng Việt Nam ấy thì ngân hàng nhà nước sẽ không phải bán đô ra nữa. Nếu không phải bán đô ra nữa thì nó sẽ không hút tiền về nữa. Thậm chí trường hợp lạc quan nó có thể lại bắt đầu mua đô, tích trữ đô để tăng dự trữ ngoại hối, thì khi đó cung tiền ra thị trường lại nhiều hơn. Đó, thì cái đó thì nó sẽ có sự biến chuyển cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Rồi tiếp theo về cái vấn đề đầu tư công ấy, thì trong cái những tháng cuối năm vừa rồi ấy, thì chính phủ và các cơ quan bộ ngành cũng rất quyết liệt trong cái việc là ban hành các cái chính sách, các cái văn bản hướng dẫn, các cái gọi là vân vân để hỗ trợ đầu tư công giải ngân tốt. Thì hiện nay cũng đã bắt đầu có tín hiệu tích cực, thì kỳ vọng năm sau thì việc giải ngân công, đầu tư công nó sẽ mạnh mẽ hơn, nhanh hơn. Đó, thì khi đó thì nó cũng sẽ có nguồn lực cho phát triển kinh tế tốt hơn. Tốt hơn. Đó, thì bởi vậy rằng nếu mà kỳ vọng vào thị trường chứng khoán thì tôi cho rằng là cũng phải cuối năm nay đến đầu năm tới. Đó. Thì khi những cái yếu tố kia nó đến được càng sớm thì thị trường chứng khoán sẽ được vút lên sớm. Tuy nhiên thì thị trường chứng khoán thường phản ứng trước một vài tháng. Đó, còn những yếu tố kia đến muộn thì tất nhiên thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ gỡ trói nó muộn hơn. Muộn hơn. Đó, thì đấy là về những cái yếu tố liên quan đến vĩ mô. Thì tôi gọi là chia sẻ một chút cái quan điểm cá nhân trên cái góc độ thầy bói xem voi thôi. Chứ nó cũng không phải là một cái gì đó. Bởi vì mình cũng không phải là ngay cả các chuyên gia kinh tế được coi là hàng đầu cây đa cây đề họ đánh giá chưa chắc đã chính xác. Thế cho nên là mình cũng chỉ cung cấp gọi là góc nhìn thầy bói xem voi thôi. Còn có những cái sự nó biến đổi trong cái quá trình đó mà mình không thể ngờ được cả. Đó, thì đấy là trao đổi của anh chị. Và cuối cùng về cái sụt giảm cái gì thì sau mỗi lần sụt giảm thì là một cái lần tăng trở lại cực kỳ mạnh mẽ, thưa anh chị. Tất nhiên nó trừ giai đoạn 2001 đúng không, nó dài lê thê tăng lại không mạnh, hay là 2007 09 nó giảm rất sâu và nó phải mất đến 10 năm sau nó mới về, đúng không, về mức cũ. Thì nguyên nhân của những lần sụt giảm lâu nó mới về ấy, là bởi vì định giá PE bằng 46 mới 50 lần. Tuy nhiên với cái việc là lần trước sụt giảm, ví dụ ngay cả năm 2018 sụt giảm PE bằng 22.5 lần đi, thì người ta cũng chỉ mất đâu đó khoảng hơn 2 năm một chút người ta về cái mức cũ. Mà không cần phải về định giá 22.5 đâu, lúc ấy PE bằng khoảng 18 19 nó đã 18 nó đã về mức cũ. Thì hiện nay thì thị trường chứng khoán sụt giảm khoảng hơn 33 34% từ 1.540 điểm xuống 1.078, thì nó có thể giảm đâu đó, tôi nghĩ rằng nó xác suất thì tất nhiên nó có thể giảm giảm thêm đấy, đúng không? Tuy nhiên thì cái việc là với PE thị trường hiện nay cho cuối năm nó khoảng 11 lần. Thì để mà lấy lại cái mốc 1.500 thì tôi cho rằng là nó cũng không phải quá lâu đâu.
Bởi vì riêng cái việc nếu mà PE định giá lại bằng khoảng độ 16 lần đi, 16 lần đi chẳng hạn, thì thị trường nó cũng lên khoảng độ bằng đỉnh cũ, hơn đỉnh cũ, lên khoảng 1.600. Đấy, nếu PE trở về mức bình thường khoảng 16.5 lần thì lên khoảng 1.600. Thì nếu mà mọi thứ mà kinh tế, mọi thứ vĩ mô các thứ nó trở lại ổn một chút thì nó lên ngay mức ý thôi. Đó. Bởi vì trước khi sụt giảm này PE nó không cao, cộng thêm các doanh nghiệp trong quá trình này nó vẫn tăng lợi nhuận, tức là nó vẫn làm giảm PE, chính vì thế nó trở lại nó không lâu như các anh chị lo ngại 5 năm, 10 năm đâu. Và thường những anh chị nghĩ rằng là 10 năm sau nó về lại không, đó là những anh chị vừa mới tham gia thị trường 1-2 năm thôi. Đúng không ạ? Thì anh chị nhận định như vậy. Thì tôi cho rằng là nó cũng không quá lâu đâu. Không quá lâu đâu. Và qua mùa đông thì lại đến mùa xuân. Tuy nhiên mùa đông qua thì tất nhiên ai cũng đau ốm cả. Chứ không phải là có những ông mà lại có mùa đông qua mà khỏe hơn cả mùa thu mùa xuân. Không có đâu. Hiếm lắm. Đó. Thì mùa đông qua thì ông ốm nhiều, ông ốm ít thôi. Đa phần đều yếu yếu đi rồi. Gầy gầy đi rồi. Nó cũng giống như con gấu nó tích trữ mỡ. Mùa đông thì nó ngót đi rồi. Tóp đi rồi. Có điều là ông nào sống được đến mùa xuân thì ông sẽ khỏe. Thì tôi tin rằng là thị trường chứng khoán ấy, thì quá khứ nó đã luôn luôn cho chúng ta cơ hội trở lại. Thì trong tương lai thì nó cũng vậy, luôn luôn cho chúng ta cơ hội. Kể cả chúng ta có thiệt hại nhiều đi chăng nữa. Nhưng chúng ta kiên định đến cùng thì đến lúc nó trở lại cũng rất nhanh. Cũng giống như những trước ấy, anh chị không thể tưởng tượng cổ phiếu tăng cả 5 lần, 7 lần, chục lần đó. Đúng không ạ? Trong 2020, trong tương lai nó cũng thế thôi. Còn cổ phiếu nó cũng tăng 5 lần, 7 lần, chục lần. Còn bình thường nó cũng tăng 2 lần đến 3 lần. Là bình thường thôi.